hai đứa đang ngồi lên xe để đi về Đức. Xe trên đường về từ Hòa Loan đi về bên Đức. Bây giờ 4 giờ 10 là xe khởi hành, lúc 10 lúc 4 giờ là trở về Đức. Trên đường về thì mình quay cái cảnh nhà cửa bên Hòa Loan cho các bạn xem. Đây xây gạch đỏ không phải mà cửa sổ nhiều. Những cái nhà chung cư thì bên Hòa Loan có cửa sổ nó rộng, nó to hơn mình Đức. Đây là cái hãng xưởng gì đó, văn phòng gì đó. Bây giờ là khoảng 4 giờ 10, 11 phút. Thì cũng đúng là cái tầm mà người ta đi làm về, thành ra là đường xá nó bị kẹt xe. Mà không nhận đường đi kẹt xe, người ông cô bác kẹt luôn á. Rồi mùa hè có đổ ra người ta chơi, hiểu không? Em phải đông đông đấy. Mình quay cái cảnh bên Hòa Loan, thành phố Đen Hạt. Cảnh buổi chiều người ta đi làm về ra kẹt xe. Như là các bạn xem cái nhà cửa bên Hòa Loan, kiến trúc cũng hơi khác như bên Đức. Rất nhiều mà rất là rộng. Hồi lúc mình đi dưới bãi biển thì ông trời ông cho nắng lên, sướng ghê. Bây giờ lên xe rồi trời nó ui lại. Chứ ngày hôm qua ở bên Đức là nắng nóng dữ lắm, mấy tuần trước, cả tuần trước đó, nắng nóng dữ lắm. Đã lên tới 25, 27 độ. Bữa nay qua Hòa Loan thì hồi lúc trưa này có một đám mưa. Rồi lúc mà ngồi trên xe thì bây giờ tới bãi biển thì nắng lên, bây giờ trên đường về thì bắt đầu trời hết mất nắng rồi, trời vui. Ngay mắt thì dưới là bê tông xong nó toàn gạch. Cái này cái hãng xưởng gì đó, hoặc là cái công ty hình như là đang sửa chữa hay sao. Đây là nhà thờ gì đây? Đây nhìn xem cái khung cảnh nhà cửa bên Hòa Loan nó khác hơn bên Đức. Đây họ xây bằng cái gạch đỏ đỏ. Với lại cửa sổ thì nó cao, nó rộng. Rộng hơn so với bên Đức. Đây giống như trước mặt mình là cái khu chung cư ấy. Thì đa số là xây gạch đỏ không à. Em ơi, cái kiểu này xây giống như nó liền giống như là khu Gò Vấp á, khu mới á. Mà xây cái kiểu nó liền vậy nè. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà về cái tỉ mỉ giống như cửa mà có khóa có này kia thì không có khóa cửa, nó không có bằng như bên Đức. Đây là trong cái lúc mình lên trên đường đi về Đức mà cái giờ này cao điểm đã kẹt xe. Mình thấy như bên Hòa Loan này hầu như là những người ở thành phố nhà nào cũng có xe đạp ở trên trời. Kiến trúc này thấy nó khác bên Đức này, cửa sổ nó cao lên nè. Và nó nhiều cửa sổ hơn bên Đức. Đường cặp kẹt xe luôn.
buốt nó quẹo con đường này mà coi như kẹt xe luôn mà. Nhìn thấy nhà nhà nó giống giống nhau trời nha. Xây gạch đỏ, đa số là xây gạch đỏ anh ha. Mà cái kiểu mình nhìn giống như nó liền hết trơn. Nhà giống nhau cùng chủ. Nhưng mà coi giữa nhà này. Trời chất chót luôn. Các gạch đỏ. Dạ. Dạ. Nhìn cái rồi. Bây giờ mình quay cảnh thành phố cho các bạn xem. Thành phố bên Hòa Lan đó nha. Đây là thành phố Đen Hạp. Bây giờ cao điểm ra kẹt xe, đường nào cũng kẹt xe hết trơn trời rồi. Cắt cái kiểu nguyên nguyên vậy. Mình trên xa lộ là mình đi xe nó dừng cho mình đi toilet á. Đây nè, cái xe bus nè. Đó. Nó dừng cho mình đi toilet, các mọi người đi toilet vô cái nhà hàng này nè, đi toilet nè. Chị coi như là hoàn thành chuyến đi chơi, là mới vừa đi toilet để mua cái kem ăn thì bây giờ lên trở lên xe. 8 giờ là xe nó một mạch chạy về nhà luôn á. Mình lấy lại cái vẻ ra, nhưng mà cái phiếu mà đi toilet đây nó bán đắt lắm, tại vì đồ mà hàng hóa mang ra xa lộ nó bán là đắt lắm, đắt hơn trong siêu thị. Không có công phục vụ đem ở đây nó đắt vậy á, nước Đức nó rẻ. Ngày xưa không có mất tiền á, bây giờ là mất tiền, mất 70 cent một lần đi. Không có mất chứ. Không có fan không mất. Không bây giờ mất rồi. Bây giờ một đồng hết tất cả. Ai bảo ấy? Một đồng, một euro. Các thành phố lớn đi toilet là 1 euro hết. Bây giờ về tới nhà chắc khoảng là
khoảng giờ 9 giờ 9 giờ là 9 rưỡi á. Hello, rồi giờ mình về tới tới thành phố rồi, bây giờ đánh xe về nhà nè. Đó, kết thúc chuyến đi. Hôm nay đi được chuyến đi. Bây giờ về tới nhà khoảng chừng 20 phút nữa nha. Ok. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ chuyến đi Hòa Lan mình về tới nhà là 10:25 rồi đó, tối á. Đó. Là coi như là hồi sáng đi lúc nhà đi lúc 5 giờ. Thì tới 10:25 mới về tới nhà. Đó. Vậy là tính bao tiếng? Bao tiếng? Đó. Bao tiếng? Cái này này. À, về tới nhà nha. Mua miếng nữa, nhìn nhà bây giờ banh nữa cho mọi người xem. Đó. Thì những cái đồ này mình mua bánh trái với lại cái phô mát. Đó. Cái mua được á. Cái này là cái khô sờ này. Ủa sao lại cái một tiếng này không? À, đâu có. Đúng rồi. Ép vô cái màu. Cái này, khô đa này. Ừ. Cái này là mấy chín hiệu khô đa. Ba cái này là 2 đồng mấy ạ. Chín hiệu khô đa, đến tận trọng khô đa mua này. Ừ. 21 đồng mấy hào đây. 21 đồng 5 hào. Có 3 cái mạng này. Có 3 cái cục phô mát này không là 21 đồng rưỡi. Ở đây này. Để cái tay bỏ cái bánh. Còn đây là cái hạt bí ngồi nha. Hạt gì? Hạt bí ngồi. Bí ngồi. Còn đây là chà là. Chà là. Đó, chà là. Còn đây là bánh. Cái gì đó? Bánh. Bánh. Bánh Hòa Lan thì rẻ lắm. Bánh. 1 đồng 4 cái rẻ lắm. Bánh. Rẻ lắm. Bánh này 1 đồng 2 cái hay 3 cái. Rẻ. Bánh này mấy chục cent. Ừ. Bánh với Hòa Lan nó rẻ như là cô ra bao kiếm. Mua tận nơi đâu có rẻ đâu. Bánh gì đây còn mấy bánh này. Chưa qua thử này. Trông giống bánh của Đức. Cái này bao thường mấy chục sen nhỉ? Đồng cái hãy thử xem này. Rồi thôi coi như là mình xin kết thúc cái chuyến đi Hòa Lan bữa nay nha. Rồi xin chào các bạn nha. Bánh này có mùi quế.